Chào các bác, hôm nay thì em sẽ làm một cái clip lên sóng báo giá cho các bác cũng như là xả hàng. Đấy, cả lô đầu cao băng cối bên em, cũng cả kho đầu băng cối bên em. Đấy, nói về những cái cơ sở cung cấp đầu băng cối ở Hà Nội thì Sót Đặt Trần tự tin bên em là một cái cơ sở với những cái lượng hàng tuyển chọn đấy, rất là đều cho anh em. Hôm nay thì sẽ báo giá cho các bác là khá là nhiều các cái model từ cao cấp đến thấp cấp cho các bác chơi, những cái model ít tiền vừa tiền và những cái model đẳng cấp nổi tiếng ở trên thị trường. Bên em thì chuyên hai dòng sản phẩm đó là Tech và Akai. Tech và Akai là những cái thương hiệu đứng đầu âm thanh đầu băng cối các bác nhé, những cái model cho chất âm rất là lành bền, giá tiền phải chăng và cái chất âm thì lại hay. Thưa các bác, mở đầu thì em sẽ lên sóng cho các bác là ba con đầu băng Tech đầu 7. Đầu 7 thì là VIP nhất của Tech rồi. Dưới cùng thì là con 7010GSGL, con này thì là VIP nhất rồi. Dòng 7010 vô cùng là đẳng cấp đời GSGL. Con này thì động cơ rất là mạnh mẽ và bền bỉ, chất âm thì vô đối ở trong cái tầm tiền. Con này thì về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc luôn, hoa hậu luôn. Trong video này thì em sẽ chỉ quay cho các bác được mặt trước thôi. Còn mặt sau thì không thể quay được vì nó quá nhiều. Con này thì chạy băng 5, băng 7, băng 10 inch. 4 trách autovert 2 chiều. Hình thức còn rất là đẹp và còn nguyên cả tem garanti này các bác nhé. Con này thì mức giá của em nó là 30 triệu 500 nghìn đồng. Kèm húc zin theo máy các bác nhé, 30 triệu 500 nghìn đồng. Nói đến 7010 thì các bác biết rồi, âm thanh nó thể hiện một cái đẳng cấp rất là cao. Tiếp theo thì đã có đầu 7 này, có hai em 7030GSL. 7030GSL thì nó chỉ thấp hơn 7030 một chút thôi. Nó chạy một chiều, còn 7030 7010 thì là chạy hai chiều, còn 7030 là chạy một chiều các bác nhé. Chạy một chiều tuy nhiên em nó lại chơi được cả băng hai trách và bằng bốn trách. Hình thức em này cũng rất là đẹp luôn, hoa hậu luôn. Đẹp lõn là luôn, hoa hậu các bác nhé. Đây, cả hai em đều rất là đẹp. Đối với dòng 7030GSL, shop có giá bán là 24 triệu 500 nghìn đồng. Cũng tặng kèm húc cho các bác chơi. Các bác có nhu cầu, alo trực tiếp cho em. Hình thức rất là đẹp. Tất cả máy móc, đây, ruột gan, sắt xi 7 màu. Cùng với là cái nội thất, hình thức rất là đẹp mắt luôn. Các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm những cái model này, ví dụ như các bác nghe cái giá cả cũng như cái tính năng của máy các bác ok. Ví dụ là các bác bảo chốt cho tôi con này 7030GSL, yêu cầu em quay chụp kỹ con đó thì em sẽ chụp quay kỹ cho các bác ưng thì chốt hàng. Còn trong cái clip này thì không thể mà quay riêng từng máy được các bác nhé. Tiếp theo thì sang cái dòng thấp hơn một chút, Tech A6300. 6300 thì là một cái model rất hay và được nhiều anh em lựa chọn. 6300 một trong những cái model quốc dân rồi và từ xưa đến nay rồi. Rất là nhiều các bác ưa thích, ưa chuộng. Tech 6300 rất là đẹp luôn. Đây, con nào con đấy rất là đẹp luôn. Các bác xem. Xuất sắc luôn. 6300 thì có một con trên cùng này, con này thì chạy đa cầu điện. Con này chạy đa cầu điện rất là hiếm, bản đa cầu điện chơi được cả điện 220V. 6300 thì mức giá là 22 triệu 500 nghìn đồng và đều tặng kèm húc cho các bác chơi. Sang 6300 MK2. 6300 MK2 thì là phần bản nâng cấp của 6300 trơn. Dòng 6300 này là chạy băng 3, băng 5, băng 7, băng 10, autovert 2 chiều các bác nhé. Đã là 6300 là chạy 2 chiều hết. MK2 này thì là bản nâng cấp của 6300 trơn. Em nó thì ra đời sau cho nên là nó còn rất là đẹp. Những cái MK2 này là mới như bóc thùng luôn. Mới như đập hộp luôn các bác nhá. Rất là đẹp. 6300 MK2 thì có hai cái hồi da ở hai bên trông rất là sang trọng. Và giá của em nó là 21 triệu cho một em 6300 MK2. Các bác có nhu cầu alo cho em. Thấp hơn một chút thì là 6100 thì cũng chạy băng 3, băng 5, băng 7, băng 10. Chạy một chiều và chơi được cả băng hai trách và băng bốn trách. Chơi được cả băng hai trách và băng bốn trách các bác nhá.
Tuy nhiên nó lại chơi được đấy, giống 7030, nó lại chơi được cả băng hai trách và băng bốn trách. Thì ở đây có hai con rất là đẹp, một con trên này là hoa hậu thì là 17,5 triệu, còn bên dưới thì là con á hậu là 17 triệu tròn, đều tặng kèm hút cho các bác chơi. Đấy, em sẽ quay nốt những cái máy chạy băng 10. Băng 10 ở đây thì Akai có hai con, một con là Akai GX630D, con này thì đích thị là hoa hậu rồi. Đấy, đẹp không tì vết luôn. Đấy, sờ và còn bám cả vân tay luôn, đẹp không tì vết các bác nhá. Đấy, xuất sắc, mặt mũi trắng bóc, ruột gan sắt si 7M 630D, một em máy rất là thành công của Akai. Em này 24.500.000 đồng, cũng kèm hút. Thấp hơn 630D thì có 600D. 600D thì mặt nó hơi ngà ngà màu gold một chút nhá. 600D này thì tính năng cũng như 630, đều chạy băng 5, băng 7, băng 10, chạy một chiều. Em này thì giá là 21 triệu đồng. 21 triệu đồng cho em 600D, 24.500.000 cho em 630D. Bây giờ em sẽ chuyển qua những cái dòng máy chạy băng 7 cho các bác. Chạy băng 7 thì ở đây em có Tech 4300 và Tech 4300 SX. 4300 và 4300 SX thì đều là những cái dòng rất là hay luôn. SX thì nó chỉ ra sau 4300 trơn một chút thôi, về tính năng thì nó không khác gì. Đấy, về hình thức thì nó chỉ khác ở cái phần cụm đồng hồ vu thôi. Dòng này thì chạy băng 3, băng 5, băng 7. Đấy, autovert 2 chiều, dòng máy rất là lành và bền. Đấy, nó được kế thừa sự thành công của 6300. Nội thất không khác thì 6300. Đấy, chất âm cũng tương đương, chỉ có cái hình thức nó nhỏ hơn, nó chạy băng 7 thôi. Dòng này thì đối với 4300 trơn là 12 triệu và 4300 SX là 12.500.000 các bác nhé. Đấy, các bác có nhu cầu con nào thì alo cho em. Tiếp tục thì Tech 2005 siêu hiếm luôn. Một con phải nói rằng siêu ngon bổ rẻ. 2003 thì có nhiều nhưng 2005 thì không có đâu. 2005 này chạy 2 chiều các bác nhé. 2003 chỉ chạy 1 chiều thôi. 2 chiều, động cơ là 3 motor bền bỉ, siêu bền luôn, tiếng rất hay trong cái tầm tiền. Con này thì 8 triệu 8 thôi. Đấy, không có một cái model nào mà dưới cái giá 8 triệu 8 mà chạy được autovert 2 chiều như con 2005 này. Rất là ngon cho các bác chơi. Và dòng này thì 1 năm em chỉ phải được 1-2 máy 2005 thôi. 8 triệu 8 các bác nhé. Quay sang Akai chạy băng 7. Akai chạy băng 7 thì có GX230D, GX285D và GX266D. Đây đều là những cái máy chạy băng 3, băng 5, băng 7 inch. Autovert 2 chiều các bác nhá. Đấy, tất cả hình thức còn rất đẹp lõn là luôn. Đối với em 285D giá 14.500.000, em 266D. 266D giá là 14.800.000 và em 230D là 13.500.000 đồng. Cái dòng 266D này các bác nhá, các bác lưu ý là dòng này là một cái dòng rất là cao cấp của AK, thiết kế với đồng hồ xanh nước biển rất là đẹp mắt. Đấy, các bác nhìn nhá, giống như là 635D luôn. Đấy, giống như 635D, từ cái cụm hàm từ này, rồi từ cái cụm bánh tì. Đấy, bánh tì được bố trí ở giữa thì giúp cho nó chạy hai chiều cân bằng luôn. Chế độ auto reverse rất thông minh. Đấy, chơi được cả lặp vòng tròn. Con này thì rất là đẹp và hầm hố. Đấy, dưới đây là nó hạ bậc xuống này, trông rất là sang trọng. 266D là một cái model rất gấu, cho cái âm thanh, âm sắc tuyệt vời luôn. Con này là gấu nhất này, con này là 14.800.000 này. Sau đó đến con 285D. 285D thì nội thất quá là khủng, máy rất nặng, 14.500.000. 230D là một em nhỏ xinh, đấy, 14.000.000. Đấy là những cái sản phẩm của ngày hôm nay. Ngoài ra thì có một con 4010SCL. Con này thì gọi là các bác già chuyên săn con này để nghe nhạc vàng trước năm 75. Đấy, con này thì là 14.800.000, đẹp. Và em lên riêng một clip cho con này rồi, các bác nào cần thì mai vào xem lại. Con này thì mới như bóc xốp luôn. Đấy, tiếng thì nghe nhạc trước năm 75 thì phê không tưởng được. Đấy, con này thì 14.800.000. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm thì các bác hãy alo cho em. Số máy là 0983586968. Em là Trần, xin chào và xin hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bác.